Rồi, hôm nay mình chia sẻ với các bạn về cái thủ thuật là chúng ta chôm file virus các bạn nha. Nói chôm thì cũng chưa đúng lắm, sưu tầm các bạn nha. Có một em là nhắn tin với mình và mình chia sẻ với em ấy. Mình nhắn tin trước thì đúng hơn, tại vì mình thấy em ấy bả đăng một cái bài viết á là em ấy bị nhiễm cái virus mã hóa, thì bây giờ mình sẽ nhờ em ấy ha, mình nhờ em ấy mà thứ nhất là mình xin cái mẫu virus đó, và thứ hai á là mình sẽ quét virus giùm cho em ấy để cho em xem coi coi cái khả năng mà cái chương trình diệt virus đó nó phục hồi lại cái file của em, nó có hoàn thiện như ban đầu hay không, nó có trở về trạng thái ban đầu file gốc hay không. Rồi, bây giờ mình xin chia sẻ thủ thuật các bạn nha. Thì mọi thao tác mình đã chuẩn bị hết, chỉ còn cái thêm view thôi, còn thêm view và mình nhập cái thêm view vào đây. Và trước khi tắt tắt những cái mà liên quan thì tất nhiên là mình sẽ ẩn ẩn ổ đĩa hết các bạn nha. Thêm view mình mở thêm view lên trước đi ha. Rồi bây giờ mình tiến hành khoan tắt ổ đĩa, mình lấy virus về rồi mình mới tắt. Tại vì có nhiều bạn nghĩ là virus đó, mình miễn là có virus trong máy là máy nó sẽ bị dính virus, không chắc các bạn nha. Thì bây giờ mình sẽ rồi mình em mới nhắn cho mình. Đấy, rồi mình nhắn em nói là chờ mình, hồi nãy á, là mình đã quay rồi 30 phút luôn, là mình kết nối qua em nó và mình leak trực tiếp virus, cái con virus mã hóa này luôn, mà vì mình đã ẩn file tất cả rồi nên mình không có sợ. Thành ra may một điều á, là mình biết khôn, mình ẩn trước tất cả các ổ, còn không á, là mình chết tươi rồi, nó mã hóa hết file rồi. Nhưng mà cái con này nó cũng hơi lợi hại một cái á, là mình đang thêm view rồi nó tắt thêm view luôn các bạn nha, nó tắt thêm view và nó ấy luôn, nó khóa cái Explorer luôn, có nghĩa là mình không thể truy cập được bất kỳ cái file nào để bấm Ctrl O. Thường đó là bạn dùng cái phần mềm nào bạn bấm Ctrl O thì nó cũng mở cái Explorer lên đó, thì mình không có làm gì được luôn, thành ra là mình không có lưu lại được cái video mình đã quay. À, đây lỗi nè, sao lỗi ta. Đâu rồi, hồi nãy là cái khác à. Em ơi chụp giúp anh lại cái màn hình thêm view với, do hồi nãy anh lỡ thoát ra rồi. Em nha. Rồi mình xin em nó lại cái password để mình nhập vô cái mã thì nó sẽ giống rồi, miễn một máy mà mình cài cái thêm view vô rồi thường là nó sẽ giống cái mã các bạn nha, thường thôi mặc định là nó sẽ giống cái mã, chỉ khác thường các bạn cài mặc định cái mã khi mỗi lần tắt cái thêm view mà mở lại thì nó sẽ thay đổi khác, và cũng có cái gì chọn để các bạn dùng một cái mật khẩu, dùng một mật khẩu duy nhất vẫn được, nhưng mà cái đó mình không khuyến khích. Ở đây là nó quét nè, như các bạn đã thấy đang thấy là nó quét là 304 file nè. Tất nhiên là mình sẽ tranh thủ mình sẽ lấy cái con virus về trước để mất công là ấy các bạn nha, mình tranh thủ. Rồi, em này cũng mới nên thành ra mình cũng không có lo lắng nhiều. Nói chung là cũng phải lấy cái con virus về trước để mất công là nó xóa hoặc là nó lỗi này kia, rồi cái là mình cũng bó tay luôn, thành ra là mình lấy cái con virus về trước các bạn nha. Ở đây nó có tiếng Việt, cái phần mềm Trend Micro Internet Security này nè, nó là cái phần mềm bản quyền, thành ra là các bạn tùy cái phần mềm thôi, tùy phần mềm mà các bạn khôi phục lại ha. Thì mình cũng chưa biết sử dụng nhiều về cái phần mềm này, thì mình cũng xem sơ qua xíu.
Tại vì trong cái danh sách mà lịch sử nó quét á, thì mình hồi nãy mình thấy cái file cũng như là cái thiết lập mà nó đã xóa, thành ra là mình biết mình ấy luôn. Kiểm tra chương trình, kiểm tra công cụ, quét ngang, kiểm tra. Rồi bây giờ làm sao để mình khôi phục lại cái file nè. À, đây cái file này nè các bạn nha. Rồi đó, mình khôi phục nó để cho cái con này nó không có quét, nó không có việc. Cái con mà shopping TPV là cái phần mềm này các bạn nha, nó đang chạy theo thời gian thực. Thường cái phần mềm diệt virus chạy theo về thời gian thực là nó sẽ diệt luôn. Thành ra là các bạn ấy, phục hồi thiết lập cấu hình mặc định, cài đặt mạng. À, bây giờ bỏ cái này đi. À, bây giờ mình sẽ coi coi cái phần dữ liệu gia đình đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Dữ liệu. Đấy, lá chắn bạn dùng miễn phí cấu hình. Nó nằm ở đâu ta, cái phần lịch sử. Thiết bị. Kiểm tra máy tính, bảo vệ thiết bị khác. Chọn theo thời gian thực, kiểm tra cấu hình máy tính, chế độ tắt. Ôi trời, sản phẩm cái này mới quá, chưa có dùng quen, thành ra là chưa có rành các bạn nha. Chứ rành là chọn vô một cái là ngay cái file mà nó đã quét á. Rồi, rồi thiệt tình, thiết bị khác, tìm hiểu thêm. Bây giờ tắt nó luôn coi. Công cụ. À, giờ coi cái này, coi thằng này là nãy nó ấy nè. Bây giờ ok thằng này nè. Giờ ok thằng này thì cái thằng này á là nó coi ra nó các bạn thấy không, nó đang nó quét nè, nó quét là tổng là 300 mấy cái cookie nè. Cái cookie này nó sẽ tạo ra tùy theo cái con đó. Bạn này cũng có cái gì đó hơi hơi ấy, thành ra là bị dính rất là nhiều. Đây các bạn thấy không, nó ghi rất là rõ cái trang web luôn ha. Rồi còn cái việc mà cái con chốt dân này nó đó nè, đây là một file nè, hai file, ba file, bốn file, local thêm thêm cái mục thêm hả, 99F99F9. Đây đó các bạn nha, đây là nó tạo ra nè. Đó, mình sẽ lấy cái con này về ha, mình sẽ lấy con này về. Đó, chờ xíu đi, mình lấy con này về. Cái con này dung lượng hơi lớn quá, kiếm cái con này nhỏ xíu đỡ quá. Ba mươi mấy. Rồi, biết nó về chưa không biết. Đâu là mình vô qua đây mình coi coi. Không biết nó không cho copy về hay sao ta. Năm mốt bảy bảy rồi, ok thành công nè. Rồi mình đã copy thành công cái con virus rồi các bạn nha. Rồi bắt đầu mình tiếp mình coi coi cái thêm. C. Rồi coi cái con này coi. AD8F. Rồi mình xóa nó đi. AD8F. Rồi. AD8F. Nó cũng ba mươi mấy. Ô, nó cũng giống hoa rồi không sao, vậy ba mươi mấy lấy được rồi. Rồi bây giờ xác nhận đi ha, xác nhận cái mình chủ yếu mình lấy cái con virus thôi các bạn nha. Đó, nhưng mà mình cũng đã quét cho máy em nó rồi, thành ra đó là để cho em nó khởi động lại máy rồi.
Rồi bây giờ mình nhắn em nó đi, nhắn em nó khi nào máy em khởi động xong báo anh xem thêm view nha. Rồi ok, rồi xong rồi đó. Rồi bây giờ tới cái phiên của mình là mình hồi nãy ngu là không có chịu up cái con này lên liền, bây giờ mình sẽ up nó lên liền rồi mình test đi, test các bạn nha. Qfile qfile.com. Đó các bạn có thể dùng cái trang này ha, dùng chúng ta dùng cái trang này để chúng ta up luôn, các bạn upload thẳng luôn như thế này đấy, upload thẳng luôn không cần phải tài khoản gì nha đấy, các bạn upload thẳng như thế này luôn ha đấy. Cái này lỗi nè, lỗi là do nó virus nó không có cho các bạn up á, thành ra là các bạn nén nó đi, nén nó đi các bạn nha, nén nó lại đi, nén nó đặt mật khẩu gì đi, 1 2 3 4 rồi 1 2 3 4 đấy, nén nó đặt mật khẩu đi các bạn nha, để chúng ta up á, nó không có báo lỗi. Còn bình thường nó thường cái file virus đó là chúng ta up là thường nó sẽ báo lỗi các bạn nha. Rồi chúng ta chạy lại, thường cái trang này nó như vậy đó, các bạn muốn up cái mới là các bạn phải chạy lại nha các bạn, thì các bạn mới up được nha. Rồi ok, rồi up xong nó cho các bạn link, cái link dẫn thì chúng ta lấy cái link đó để chúng ta đăng nhập và chúng ta tải file về các bạn ha. Đây cái file đây đấy, các bạn copy cái link ha để chúng ta lưu lại, rồi lưu lại đây, virus rồi chấm xem đây đó. Rồi muốn nhanh thì các bạn bấm về đó, start lưu dòng code thành cho nó sao, rồi xong tắt, rồi giờ bấm click đôi vô nó sẽ chạy ra cái trang web đó luôn, nó là chúng ta vô tải cái file này luôn. Cái link này hoạt động trong vòng qua 12 giờ khuya thôi, thành ra các bạn nên ấy nha, nên tải trước nha. Rồi rồi bây giờ mình đăng nhập lại cái máy em nó nè, mình coi coi bên đó coi như thế nào. Rồi hiện tại là mình đã lưu được cái file virus rồi, một lát là mình bắt đầu mình test, mình xem sơ máy em nó cái đó các bạn ha, là VZK457 enter. Rồi để coi máy em nó bên đó như thế nào, vẫn vẫn còn mã hóa các bạn ơi, cái này là chưa ok, rồi xóa được thôi chứ không có mã hóa được. Đã mất tiêu rồi. Ủa sao nó tự nó đá ra ta? À, mình đã bấm lộn. Quét theo thời gian thực. Vẫn không mã hóa được rồi các bạn nha. Vẫn không mã hóa được rồi. Rồi. Xin chia buồn với em rồi. Xóa được virus thôi, những cái con virus mà nó ấy á, cái con mấy con này nó mã hóa hoài dữ quá, không không can thiệp được rồi. Rồi cái con mã hóa này nó cũng không có lây qua mạng internet, thành ra các bạn cứ yên tâm nha, nó không quay lây qua đường truyền, nếu mà nó đã lây á, là mình đã bị lây rồi các bạn nha. Đây nè, mình cũng rất là nhiều dữ liệu các bạn nha, đó các bạn thấy không, rất là nhiều ổ luôn nè, ổ này 700 mấy GB luôn nè, nó tổng của mình là trên trên 1.400 GB, thành ra là rất là nhiều, trên 1.300 GB thì chính xác hơn đó. Thì các bạn cứ yên tâm ha, đối với cái loại này thôi, dòng này thôi nha, còn cái OneDrive hay những cái dòng khác mình không có biết nha, đối với cái con này thôi. Rồi bây giờ mình sẽ ấy lại coi, mình sẽ cho nó quét sơ sơ lại cái đi các bạn ơi. Lỡ nói làm giùm em nó mà không không có ấy thì nó kỳ, không có làm nhiệt tình thì nó kỳ, thành ra là quét giùm em nó nói đi ha. Rồi bây giờ mình tiến hành bên đây á, mình tranh thủ mình up cái con này test thử cái con virus total. Rồi mình up cái con này lên để mình test trực tiếp với con này coi coi là đây. Rồi coi coi là dữ liệu của nó là như thế nào. Đây nó báo đây các bạn nha, 51 trên 70.
cái con này là Jordan Manware Gain gì nè, đấy rất là nhiều phần mềm báo các bạn ha. Đây những phần mềm là không báo, Baidu Super Antivirus không báo nhưng mà nó duyệt nè. Cái bản này là bản bản free các bạn nha. John Yandex King Su. Nói chung là những cái phần mềm mà nó không báo có virus mà đọc á, thì phần mềm đó là từ những phần mềm thường thôi, còn đa phần cái phần mềm hãng tên tuổi là có hết các bạn nha. Rồi ok, vậy thì là mình đã sưu tầm được cái con virus này và hy vọng là bạn kia tạm thời hài lòng với những cái việc mình đang làm. Mình cũng chịu thôi chứ sao giờ. Nhưng mà mình cũng đã xóa được rất là nhiều rồi, các bạn thấy nãy á, là cũng trên 300 cái ấy nha. Là những cái đó mình biết chắc luôn là nó gây ra cái hiện tượng giống như là cái con chuột các bạn á, nhiều khi cái con mà double click á, thì con chuột bạn đang để bình thường mà không đụng đậy làm gì ha, tự động cái con chuột nó xê dịch, nó nhích nhích càng nhích càng nhích càng nhích, càng nhích. Cái bị cái dính cái con đó nó bực bội lắm. Thì nói chung là mình cũng đã diệt cho bạn ấy rồi, thì mình cũng báo cho bạn ấy biết biết một tiếng để bạn ấy ấy các bạn nha. Nó báo nè, nó báo là một con nè, một con thì xóa luôn chứ sao giờ. Rồi nói chung là chịu thôi. Cảm cho anh nha. Rồi mình rồi mình báo em nó biết vậy thôi rồi nhưng mà thực sự là mình cũng đã ấy rồi, nãy anh có bạn có quét là em thấy trên trên 300 file nhiễm và đã diệt rồi em nhé, còn lại là file em đã bị mã hóa chưa thể khôi phục lại được em nha. Rồi đó thì báo em nó biết gì các bạn ha, thì là cố gắng hết sức có thể rồi. Bây giờ mình cũng tạm dừng video cái này các bạn nha. Còn còn test thêm á, là mình đã up file rồi đúng không? À đây lấy cái này luôn. Nói chung là lấy hai cái này thả vô USB đâu. À đây USB đây. Rồi bắt đầu là mình sẽ thôi mình test luôn đi ha, test cho các bạn xem luôn. Và trước khi test á là mình sẽ dừng video để coi coi cái video này. Hồi nãy á là dừng kịp các bạn nha, hy vọng bây giờ mình hy vọng thôi chứ sao giờ. Dù sao mình cũng đã lấy cái mẫu test rồi, bây giờ không lo nữa. Chủ yếu là ấy thôi, chủ yếu là cái video làm sao để lưu lại cái video. Hồi nãy á là mình dùng cái bút AI mình đã ẩn rồi các bạn nha. Đây, mình dùng bút AI mình ẩn rồi. Thành ra các bạn sẽ thấy nó còn thuộc tính ẩn. Đây, các bạn thấy không? Nó còn thuộc tính ẩn nè, bây giờ mình unhide nó cho nó hiện ra nè. Anh hai rồi bắt đầu với hai được các bạn nha. Cái thằng bút ai này nó rắc rối cái này, thành ra khi các bạn ẩn rồi đó, muốn mà lần sau ẩn cho chắc ăn là nhớ anh hai ra nha. Còn lỡ lỡ hai mà không không được á, là coi như là nói chung là trong này nè, ở trong đây nè, các bạn mà không ấy đó là nó sẽ hiện ra là coi như là die nha. Cái lần thứ hai các bạn ẩn cực kỳ quan trọng.
Các bạn nhớ giúp mình nha, lần thứ hai ẩn cực kỳ quan trọng. Lần thứ nhất thì các bạn ẩn bình thường, có nghĩa là từ trước tới nay bạn chưa ẩn, thì bạn ẩn bình thường, vừa lít vô ẩn như thế này, giống như vậy thế này, bạn lít vô đây ẩn là nó sẽ ẩn luôn. Còn lần thứ hai là các bạn thấy không, tự nó nhân đôi cái ổ ra nè, thành ra là có khả năng là các bạn phải reta lại, khởi động lại cái win cứu hộ các bạn mới tiếp tục ẩn được nha. Thì bây giờ mình thử luôn, thử coi coi nó được thì dùng boot eye luôn, còn không là tất nhiên các bạn phải khởi động lại cái hệ hành của hộ nha. Rồi bây giờ hiện tại là ổ này ẩn đó nè, ổ này ok nè, chưa ẩn nè, ổ đầu kia nè, ổ bảy mấy này cũng chưa ẩn các bạn nha, ổ GNB cũng chưa ẩn, nói chung là mình đang bung ẩn ra hết rồi đó. Rồi bây giờ đã bung ẩn hoàn tất nè, để chắc ăn mở lại lo nè đấy. Rồi bây giờ chúng ta xem đấy, mở lại lo rồi ha. Rồi bây giờ mình ẩn cho các bạn xem nha. Tất nhiên là chúng ta ẩn thì chỉ ẩn một ổ thôi chứ không thể ẩn hai ổ được. Rồi ví dụ nè, mình ẩn nè, đấy các bạn thấy không, nó chỉ ẩn được một ổ thôi, nó không ẩn được hai ổ, thành ra là rất là khó, tại vì hai ổ nó đều như nhau chứ không phải là khác nhau các bạn nha. Ví dụ ổ này đi, ổ này 25 GB đó các bạn, nếu mà ẩn được là hai ổ này nó phải mất một lượt, còn nó mà hiện là các bạn lít vô virus là virus nó dẫn vô đây được, tại nó đang hiện dữ liệu trong này mà, thì nó vô đây nó phá dữ liệu các bạn bình thường nha. Thành ra là chúng ta nên khởi động lại máy đi, ẩn lần thứ hai là rất là quan trọng, thành ra là bung ẩn ra rồi phải ẩn lại lần nữa mới được đó. Khi mà bung ẩn ra như thế này, bình thường như thế này hết rồi, lộn lộn, mình đang dùng cái bút ai tiếng Trung tiếng Anh đây đó. Khi mà chúng ta đã bung ẩn ra rồi, đây như thế này là bung ẩn nè, còn này là ẩn nè đấy, đây không phải ẩn cái này, ẩn cái này nó cái ổ này nó không chính xác, ổ USB mình đang hoạt động rồi nè, ví dụ ẩn nè đấy, các bạn thấy không, nó đang ẩn thấy chưa, nhưng mà thực chất nó ẩn có một ổ thôi, cái ổ này bên tôi nè 25 GB nè đấy nè, bên tôi 25 GB đây, đây là bên tôi 25 GB các bạn thấy không, ở đây nó ẩn mà cái ổ này nó hiện mà hai ổ cũng như một thôi chứ không có khác gì hết. Thành ra cái là ẩn ẩn lần thứ hai á, là buộc chúng ta phải khởi động lại cái hệ điều hành của họ và chúng ta bắt đầu vô đây chúng ta mới ẩn nha. Mình nói rất là nhiều và rất là rõ các bạn nha, các bạn nào làm sai lệch thì bị ảnh hưởng gì là không có đổ thừa mình được nha. Rồi mình xin phép dừng lại video đây, và tất nhiên là cái tiếp theo là chúng ta sẽ test cái con virus này, tại vì video này test không được rồi, hả, chỉ cái video đầu nãy nó không bị lỗi, tại mình kích chạy con virus rồi mà nó lỗi, nó treo từ lưa hết, thành ra là không có test được. Nếu mà video này á, không có hiện hai ổ gì á, thì là mình đã test được rồi, mình ẩn một lần cái nó mất hết luôn cái ổ á, là mình ok mình test luôn rồi, còn bây giờ là phải khởi động lại rồi. Rồi khởi động lại các bạn nha, tạm dừng video rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha, hẹn các bạn video test trực tiếp virus mã hóa này nhé.